À đây rồi, các chiếc thằng nhỏ của chúng ta đây rồi. Người hãy đồng hành cùng chúng tôi là ai nào? Người hãy đồng hành cùng chúng tôi là ai nào? Ông trăng nhà em chung chim miệng cười từ trên mái phố tỏa sáng muôn nơi. Ông trăng nhà em là tiếng cha cười, là lời mẹ hát, là mắt em vui. Ông trăng nhà cảm ơn tất cả các bạn đã sắp lên một cái buổi rất là đẹp và vui vẻ như thế này. Ngày hôm nay là ngày Trung Thu, thì xin được chúc mừng các cháu có một buổi Trung Thu vui vẻ và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Quả dứa. À, dâu tây, chính xác luôn. Quả nho. Quả bưởi.